Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Mô tô vượt 3 bánh Yamaha Niken GT 2009 ra mắt với mức giá từ 17.300 USD. Tại triển lãm EICMA 2008 đang diễn ra tại Milan, Ý, Yamaha đã mang đến một phiên bản vượt của mẫu mô tô 3 bánh độc đáo Niken với tên gọi Yamaha Niken GT 2009 có mức giá từ 17.300 USD. Yamaha Niken GT 2009, một mẫu mô tô 4 bánh hoàn toàn mới cho cư dân đi phượt. Một năm sau khi ra mắt ở trường thương mại, cái mẫu mô tô 4 bánh Niken tiếp tục được Yamaha phát triển phiên bản GT dành cho những cái chuyến đi xa. Ra mắt đầu tiên vào năm 2015 dưới dạng xe ý tưởng, Yamaha Niken đã gây chấn động trong làng xe mô tô, kỹ xảo thiết kế 4 bánh cùng với những công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. 2 năm sau, phiên bản xe thương mại của Niken được trình làng, và tại cái triển lãm EICMA 2008 năm nay, Yamaha đã mang đến phiên bản Niken GT 2009 dành riêng cho các dân đi phượt. Tương tự những mẫu xe GT khác của nhà Yamaha, Niken GT được xây dựng hoàn toàn trên cái nền tảng thân xe của Niken. Yamaha chỉ đổi một số chi tiết màu sắc như cái bộ vỏ sơn cái màu xanh dương đậm và 4 cái giảm xúc trước màu vàng nó bật. Đúng với như tên gọi, Niken GT được bổ sung hàng loạt những chi tiết phục vụ cho những cái chuyến đi đường dài. Chi tiết dễ nhận thấy nhất là kính chắn gió cao và rộng hơn. Xe cũng được trang bị một cái cặp thùng hông bằng nhựa ABS, dung tích là 25 lít. Hệ thống giá đỡ được tích hợp sẵn. Yên xe cũng được nâng cấp cái phần điểm để mang lại cái sự êm ái hơn cho cả người lái lẫn hành khách. Những tiện ích như ổ điện DC 12V, tay lái sưởi ấm cũng được lắp sẵn trên dòng Niken GT 2009 để phục vụ cho những cái chuyến đi vượt qua những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất. Giống như phiên bản Niken tiêu chuẩn, Niken GT sở hữu trên mình cái động cơ là 3 xanh thẳng hàng DOHC làm mát bằng chất lỏng với dung tích là 849cc, thừa hưởng từ MT-09. Động cơ này sinh ra công suất đa 115 lực tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 87,5 Nm tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút. Sẽ được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái như là sang xuống nhanh không cần bóp con quick shift, kiểm soát lực kéo, hệ thống lái đa chế độ D-Mode và giữ ga tự động. Tên gọi Niken trong tiếng Nhật có nghĩa là hai thanh kiếm, thường gợi liên tưởng đến cấu trúc 3 bánh với 2 bánh ở phía trước. Và để vận hành trơn tru hơn, Yamaha đã ứng dụng cái nền tảng Linear Sport Twist cho chiếc Niken. Nền tảng này dùng thiết kế cái điểm bắt hình bình hành giữa 2 bánh trước, cho phép cái bộ phục đôi mỗi bánh có thể hoạt động đồng thời, không liên quan đến nhau. Điều kiện cái thiết kế này đã mang đến cái cảm giác lái hoàn toàn mới lạ cho khách hàng. Về mặt thiết kế, phần đầu của xe mang cái cảm giác dữ dằn, thiết kế mặt nạ lớn đi cùng với cặp đèn pha đôi dạng LED. Hệ thống cái đèn báo rẽ tích hợp rất đẹp mắt vào trong cái gương chiếu hậu. Hệ thống cái đèn hậu và đèn báo rẽ phía sau cũng là một dạng LED. Niken có cái chiều dài là 2.150mm, rộng 885mm và cao 1.250mm. Chiều cao yên 820mm. Sử dụng cái cặp bánh trước 15 inch và bánh sau 17 inch. Và ở thị trường Mỹ, cái chiếc Yamaha Niken GT 2009 sẽ có mức giá khởi điểm từ 17.300 USD là chưa bao gồm phí vận chuyển. Mức giá này đắt hơn 1.300 USD so với bản Niken tiêu chuẩn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để cái tiếp nhớ like, subscribe.